trong nhộn nhịp của cuộc sống hối hả để chúng ta đến với thiền ca để dành cho mình một sự tập trung, một sự an nhiên, một sự tĩnh lặng. Ở cái giây phút đầu thì ai cũng trở ngại, nhưng khi mà đến với cộng đồng doanh nhân thiền ca thì được cô Hiền Anh cho chúng ta biết được cái kỹ năng tập trung, quan sát vào hơi thở của mình để cân bằng được cảm xúc. Chúng ta có thể điều hành được cái năng lượng của mình, điều hành được cảm xúc của mình và để cho mình được một trạng thái an nhiên, an lành. Và những điều đó là rất tốt để cho chúng ta, cho những người lãnh đạo, cho những người leader làm việc, điều hành rất là căng thẳng. Và mình cũng là một người leader thì tất cả các bạn cũng có được thời gian cũng như tâm huyết của mình đến với cộng đồng doanh nhân thiền ca. Thì mình mong rằng tất cả doanh nhân này, tất cả các bạn làm việc nhộn nhịp, căng thẳng ở ngoài kia, hãy dành cho mình một ngày 10 phút, 20 phút để chúng ta dành những thời gian được quan sát vào hơi thở của mình để cho chúng ta có một tâm hồn đẹp, có một cảm xúc thật chan hòa để có thể kết nối với tất cả những công việc của chúng ta ở ngoài xã hội ạ.